Luật dầu khí ra đời năm 1993 và đã được sửa đổi bổ sung 3 lần năm 2000, năm 2008 và năm 2014. Sau gần 7 năm thực hiện, luật dầu khí sửa đổi năm 2014 cũng đã bộc lộ nhiều vấn đề cần được hoàn thiện bổ sung. Theo lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, việc xây dựng dự thảo luật dầu khí sửa đổi lần này là cần thiết để tạo một hành lang pháp lý vững chắc, thúc đẩy cho sự phát triển của ngành dầu khí Việt Nam. Đối với ngành dầu khí thì cái hành lang pháp lý rất là quan trọng để giúp tạo cái môi trường đầu tư, khuyến khích đầu tư, kêu gọi các nhà đầu tư ở nước ngoài tham gia vào cái hoạt động dầu khí ở Việt Nam. Thế thì trong cái hoạt động đó thì chúng tôi cũng rất là mong trong cái có cái sự thay đổi với hành lang pháp lý rõ ràng để mà như các nước của xung quanh thôi. Phân tích của nhiều chuyên gia cho thấy, từ năm 2015 đến nay, muốn duy trì được tốc độ phát triển ngành dầu khí, biến nó trở thành động lực cho nền kinh tế, thì cần thiết phải tiếp tục xây dựng thể chế, những cơ chế hành lang pháp lý. 7 nhóm vấn đề được đặt ra khi tổng kết luật dầu khí cần thay đổi, trong đó nên ưu tiên cho doanh nghiệp khi thăm dò, khai thác dầu khí. Ví dụ như PTSI là tổng ty dịch vụ dầu khí, họ có thể đóng được những cái giàn khoan rất lớn, những cái giàn tam đảo. Thế thì bây giờ chúng ta có quy định vào trong luật là những việc gì mà doanh nghiệp Việt Nam làm được thì các cái nhà khai thác dầu khí nước ngoài khi vào Việt Nam phải giao cái đấy lại cho nhà đầu tư doanh nghiệp ở Việt Nam để mà chúng ta đấy. Và như thế thì chúng ta hỗ trợ cái nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình thuế như thế nào để họ sẵn sàng họ giao lại cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia. Sau 60 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã xây dựng được hệ thống công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh, đồng bộ từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác, phát triển công nghiệp khí, điện, chế biến và dịch vụ dầu khí. Vì vậy, cần nhấn mạnh tính đặc thù của hoạt động dầu khí trong quá trình xây dựng luật dầu khí sửa đổi sắp tới.